Họ cho biết là cơ quan truyền thông an ninh phát hiện trên mạng Internet nhiều bài viết của Cầu có tính chất nói xấu chế độ. Họ nói là những bài viết này do ai chỉ đạo phát tán trên mạng Internet như thế nào. Em trả lời với họ là tôi có ý thức trách nhiệm của một Phật tử đối với giáo Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Tôi việc là do nhận thức của mình, không ai chỉ đạo. Tôi làm việc có hệ thống, cho nên là tôi là gửi trình cho văn phòng Viện Hòa Đạo và sau đó Viện Hòa Đạo chuyển cho phòng thông tin Phật giáo quốc tế phổ biến. Mà chúng công an tỉnh thì nói là phòng thông tin đó có phải do ông Ái làm giám đốc không? Ông quan hệ với ông Ái như thế nào? Và mỗi bài viết thì được ông Ái trả tiền nhuận bút bao nhiêu? Thì anh trả lời về họ là ông Ái là được Viện Hòa Đạo bổ nhiệm làm giám đốc phòng thông tin Phật giáo quốc tế và đồng thời là phát ngôn nhân của Viện Hòa Đạo. Tôi xem ông ta như là một người thầy, một người anh, một người đồng sự. Chúng tôi đã tự nguyện làm việc Viện Hòa Đạo thì làm thế nào để mà có nhuận bút nữa, và giáo hội chúng tôi đang bị bắt hại thì làm sao mà có tiền để mà trả nhuận bút. Thì ông Trung nói là ông có thể những bài viết của ông mang tính chất vu khống, bôi nhỏ và hạ uy tín của Đảng Cộng sản hay là không? Thì anh trả lời là không. Thì ông ta mới đưa ra cái bản tuyên cáo trước đây do em phải thầy Thanh Quang ký chung kêu gọi người dân không dùng hàng Trung Quốc. Thì ông ta nói rằng là kêu gọi không dùng hàng Trung Quốc mà lợi dụng để mà lên án Đảng Cộng sản là bản đất, bản biển, Đảng Cộng sản nhu nhược, nô lệ Trung Cộng. Ông có thể như vậy là sai phạm hay là không? Thì tôi trả lời là không sai. Ông Trung nói căn cứ vào đâu để ông nói là Cộng sản bán nước là nhu nhược. Thì em nói là cái công hàm của ông Phạm Văn Đồng kỷ năm 1958 sơ sơ ra đó anh không thể à. Và ngư dân chúng ta bị bọn Trung Cộng là bắn giết, giam cầm cướp bóc mà nhà nước thì lặng lẽ gửi công hàm phản đối Triều Lê. Không dám triệu tập đại sứ Trung Cộng để làm việc. Thì không phải là nhu nhược hay là sao? Sau đó là ông Trung nói, ông là người trí thức đã học sư phạm, đã học luật khoa, sao ông lại tham gia vào nhân dân giáo Thống Nhất để chống phá nhà nước? Thì tôi trả lời tôi không chống phá nhà nước, tôi chỉ nói lên sự thật và đòi hỏi pháp lý cho giáo hội Thống Nhất chúng tôi đã bị nhà nước tước đoạt mà thôi. Thì ông Trung nói, ông phải nhớ rằng Đảng và nhà nước đã thừa nhận giáo hội Phật giáo Việt Nam là hợp pháp và duy nhất, thì không bao giờ Cộng sản thừa nhận giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Cho nên giáo Phật giáo Việt Nam Thống Nhất là bất hợp pháp, mà bất hợp pháp thì chúng tôi ngăn chặn, chúng tôi cấm sinh hoạt. Tôi mới trả lời là ông xin nhớ rằng cái giáo Phật giáo Việt Nam Thống Nhất chúng tôi là một cái giáo hội dân lập, chứ không phải là một cái giáo hội mà Đảng Cộng sản lập nên giáo Phật giáo Việt Nam. Cho nên nó không ký thác cái sinh mệnh của mình vào một cái chế độ nào cả. Hơn nữa Cộng sản không có một cái văn bản nào thừa nhận hay là giải thể giáo hội chúng tôi, nên tôi vẫn xem giáo hội chúng tôi là hoạt động hợp pháp. Ông Trung nói, muốn đòi hỏi cho được pháp lý của giáo Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, thì các ông muốn nhà nước Cộng sản phải sụp đổ, đúng không? Đây có phải là đường hướng của giáo hội Thống Nhất không? Có chỉ đạo nào không hay là chủ trương cá nhân? Tôi mới trả lời, như ông đã nói, Đảng Cộng sản không bao giờ chấp nhận giáo Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Do đó trong công cuộc đấu tranh và đòi pháp lý, tất nhiên chúng tôi muốn Đảng Cộng sản phải sụp đổ. Không còn cái chế độ độc tài. Còn thì khi đó chúng tôi mới có được pháp lý trong một cái chính thể dân chủ đáng nguyên. Nhưng mà sự đòi hỏi pháp lý giáo hội chúng tôi không phải là đơn phương. Mà đòi hỏi pháp lý giáo hội chúng tôi tức là đòi hỏi cái tự do, hạnh phúc, dân chủ cho 35 triệu dân Việt Nam. Theo tôi, Đảng Cộng sản nên rủ vui trong giam giữ. Mà tôi nói là nói cho đạt là Đảng Cộng sản nên tuyên bố là đã hoàn thành sự mệnh lịch sử. Đến giao lại quyền tự quyết cho toàn dân để toàn dân tiến tới một chính thể dân chủ đa nguyên, đưa đất nước đi lên một thoát khỏi nô lệ ngoại bang. Thì ông Châu nói là ông đã tham mưu cho giáo hội Phật giáo Việt Nam kêu gọi tổ chức biểu tình ngày 1 tháng 7 năm 2012 không? Làm gì có vai trò cho như trong cuộc biểu tình tại Huế? Tôi trả lời tôi là vụ trưởng như được vụ đương nhiên tôi phải có trách nhiệm. Tôi kêu gọi hình trưởng tham gì cho thật đông để cho cuộc biểu tình nó thành công. Hiến pháp đã quy định người dân có quyền biểu tình thì chúng tôi làm thôi. Chúng tôi là người dân, chúng tôi căn cứ sống qua hiến pháp. Cho nên chúng tôi làm có gì sai đâu. Thì ông Trung nói thôi, như vậy là ông đã thừa nhận là ông viết những bài lên án Đảng Cộng sản và nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là bản nước, bản đất là nhu nhược. Giáo hội Phật giáo Việt Nam là quốc dân, là tài sai, là công cụ của Đảng, có đúng hay là không? Thì tôi thừa nhận đúng. Thì ông Trung nói như vậy là chúng tôi đủ tư liệu để quy kết ông Phạm vào hai tội theo cái điều 87 và điều 88 của Bộ Luật Hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhất là gây chia rẽ trong cộng đồng dân tộc, thứ hai là tuyên truyền chống Đảng Cộng sản Việt Nam và nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
việc xử lý nặng hay nhẹ là tùy theo cái nhận thức của ông. Bây giờ nếu ông dừng lại, hoặc là nếu ông không dừng lại mà ông cứ lún sâu hơn thì chúng tôi có biện pháp xử lý nặng hơn. Tôi mong muốn không lặp lại ông nữa, hay là gặp lại ông ở cái nơi tốt đẹp hơn, chứ đừng phải là cái nơi nghiêm khắc hơn. Thế thì có nghĩa là anh bị nhà tù đó. Thì bây giờ ông có xin giảm nhẹ khoan hồng gì không? Con nói đấy, tôi nói là chỉ có cơ quan pháp luật mới kết tội tôi được. Tôi có tội gì đâu mà tôi phải xin đảng cộng sản là khoan hồng hay là giảm khiến. Cho nên tôi không xin sự giảm khiến hay khoan hồng nào từ đảng và nhà nước cộng sản cả. Tôi làm